Em xin kính chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay nhà em còn ít đơn hồ điệp, em xin phép thanh lý hết luôn các bác nhá. Mai nhà em về hàng mới đây, nhà em bán hết rồi này các bác này. Đây thì em cũng có lên đơn như thế này cho các bác này. Chỉ có 150 đến 250 một cái gọi mình có thể gọi là một đống hồ điệp này luôn này các bác. Em đã chia ra từng đơn như thế này. Một đơn như thế này là khoảng tầm 10 cây. Thì em xin quay chi tiết với các bác nhá. Cái đơn này là 100 em bán 150.000 trước đi nhá. Và cái đơn giá này thì chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Đơn này nó cũng được khoảng 4 màu rồi các bác. Này, cái màu đỏ cà rốt này. Cái này cái màu vàng này. Vàng hoặc là bắn đồ đó các bác ạ. Cái này cái màu trắng này. À cái này nó có hồng ngồng nữa các bác nhá. Hồng ngồng, hồng ngồng. Cái này cái trắng thiên nga này. Đó. Cái này cái vàng. 6 cây này. 7 này, đây này trắng thiên nga này các bác này, hết hoa các bác nhá, mình lấy giống cho em nhá. 8 này, cái này cây đỏ hoặc cây vàng này đấy, cái này còn ngầu. 9 này. 10 cây các bác nhá. Đơn này là 150.000 các bác này. 150.000, đơn đầu tiên. Phí ship của một đơn đấy các bác nhìn vậy chứ nhưng mà nó cũng to cũng nhiều đấy, phải đóng vào một cái thùng xốp ấy. Vâng, cái đơn đấy phải tầm 50.000 tiền ship đấy các bác nhá. Chứ không phải nó bé bé đâu. Đây là hồ điệp cốc to mà các bác mà. Đấy cây đỏ đỏ đấy các bác nhìn là thấy cái đỏ ớt đấy ạ. Cây vàng này. Đơn này là 250 các bác nhá. Đơn này thì nó đẹp hơn. Cái này thì em cũng báo trước là có cây còn ngồng thì em vẫn gửi giữ nguyên ngồng cho các bác. Có cây thì nó bị hỏng ngồng rồi nha các bác nhá. Đấy cây đấy cây trắng đấy. Vừa mới cầm cái trắng. 10 cây. 10 cây 250 các bác chốt cho em là mã hồ điệp số 2 nhá. 250. Mà hồ điệp số 3 này, đơn này nếu mà 10 cây thì cũng 150.000 này. 2 này. 3 4 5 6 7. Anh ơi lại kia lấy hai cây của cái đơn kia cả anh kìa, cho nó đủ thành một đơn đi. Đó. Đây này, vẫn đang những cái cây nó đang ngồng hoa như này các bác chơi hoa thoải mái nhá, có 15.000 cây thôi. Tính cả ship vào nó rơi vào tầm 17.000 một cây thôi. Đấy. 150.000 mã số 3 cho em nhé. Hồ điệp số 3. 150. Đấy, anh thêm hai cây này khá là đẹp luôn đấy. Cái hàng thanh lý cho 50. Hồ điệp số 4 này các bác này. Cây các bác ạ. 250 các bác nhá. Cái đơn 250 thì đây nó sẽ nhiều lá hơn, nó sẽ gọi là to, à nó cũng to thì to bằng nhau cả, nó nhiều lá hơn. Nó đỡ lỗi hơn một chút. 14 5 3 4 5 7 8 9 10 cây. 250 các bác nhá. Hồ điệp số 5. Số 6 rồi các bác này, bác nào lấy ít cây thì lấy đơn này. Cái đơn này vẫn là cái loại 250 10 cây mà. 6 cây thôi. 6 cây. 6 cây này thì 250 trừ đi 4 cây là 100.000 à? 150.000 à? 150.000 6 cây các bác nhá. 150. Đơn này là đơn số 6. Eo ơi dễ chưa các bác? Tính tiền ship về các bác 200.000 vẫn cứ rẻ các bác ạ. Đây một nấy hồ điệp đây các bác này. Mà gì cái đơn này 6 cây thì em thấy nó cũng được 3 màu đấy. Đây có mấy đơn quế kích này, thanh lý luôn cho các bác đi cho nó hết đi. Đây hôm qua em thanh lý 300 mà chưa bác nào lấy. Hôm nay em thanh lý 3. Ờ không quay lộn xin quả thanh lý 400. Chứ ai lấy hôm nay em thanh lý 300. 300 các bác nhá. 300 mà không chơi này thì tiếc luôn các bác nhá. Quế trắng tháng 8 hàng bóc rừng. Mà các bác làm cái này là nguyên một lúa tua luôn. Nguyên một cái lúa to luôn rồi các bác nha. Chứ không phải là cái lúa bé nào đâu. Các bác ghép lên làm một lúa này. Đấy. Một nấy đây quế mà em bán có 300.000. Chưa bằng giá em mua luôn này các bác ơi. Thôi lấy kiểu này bán thành một đơn thôi. Đấy bác nào lấy cả về mà ghép ạ. Đây thằng bỏ đây bác xem. Đây là một cái lúa to này. Đấy. Ba cái đơn kiều này hôm qua là rơi vô tầm 650 hay 650 ấy. Đây là một
Ui dồi ôi, đấy là được hai cái dề, đấy là ghép một cây là tuyệt vời luôn rồi đó. Thật ra là còn những cái khóm nhỏ này. Đây. Cái này cho bác xem. Đúng rồi, ba cái đơn này hôm qua là 650 thì hôm nay em thanh lý cho các bác là 550 nha các bác nha. 550 nữa cho nó hết đi nha. Ủa 550 mà các bác là trồng được mấy chậu to rồi đấy các bác ạ. Dạ vâng, ngày hôm nay thì nhà em có một ít lan thì em cũng vừa mới trình bày với các bác nhà mình đấy ạ. Các bác nhà mình xem đơn nào ưng thì mình gọi điện chốt đơn vào số điện thoại là 0382 035 821 các bác nhá. Mã số thì các bác cứ thích đơn nào thì mình cứ đọc đúng cái mã số mà các bác chốt là được ạ. Đấy, còn nhà em thì đến lần lượt từng đơn một rồi các bác nhá. Các bác hoàn toàn là yên tâm khi mua hàng bên nhà em. Em xin được nhắc lại số điện thoại bên nhà em là 0382 035 821 ạ. Anh đến lần lượt các đơn dồn vào rìa tường đi. Đang nào đặt cái là mình lấy luôn. Đây, đơn số 2. Đơn số 1 là nãy nhà em ôm ra kia rồi. Sẽ lần lượt cho các bác nhà mình cứ hoàn toàn là yên tâm nhá. Dạ vâng, em cảm ơn toàn thể các bác nhá. Em xin phép được tạm dừng video tại đây ạ. Em chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những video bán hàng tiếp theo. Bác nào mà mình thích mua hồ điệp cắt ngồng để hoa vào đúng dịp Tết thì em hẹn các bác là phiên ngày mai. Nhà em có hàng mới về. Cây thì siêu đẹp các bác nhá. Rồi em chào các bác ạ.